Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục đọc sách mỗi ngày. Chúng ta đang tìm hiểu về cuốn sách Bí mật của luật hấp dẫn. Ở buổi trước, chúng ta đã cùng nhau đọc và tìm hiểu về việc tạo lập danh sách ước mơ. Và mình cũng có chia sẻ rằng mình đang học, đang tìm hiểu, cũng là người đang mò mẫm vận dụng theo cuốn sách này. Và mình cũng có một danh sách các ước mơ của mình. Tác giả có chú ý với chúng ta rằng trong quá trình lập danh sách những ước mơ của bạn, bạn sẽ muốn chúng thật rõ ràng và tỉ mỉ. Chẳng hạn, bạn sẽ không mơ ước có một căn nhà trong mơ của bạn và rồi nhận ra rằng bạn không có khả năng trả các khoản nợ vì bạn đã quên không xác định thật rõ ràng mục tiêu tài chính của mình. Tức là mọi thứ nó phải logic với nhau và khớp với nhau. Mình không thể mơ ước có một căn nhà siêu đẹp, siêu to, siêu rộng nhưng mà khả năng tài chính của mình thì lại rất là hạn hẹp. Mình phải kết nối các cái mục đích, các cái ước mơ của mình sao cho nó logic với nhau một chút. Ví dụ, trước khi mà bạn mơ ước có một căn nhà đẹp đến mức như thế nào đó thì bạn cũng phải đặt cái mục tiêu về tài chính của mình ra làm sao cho nó phù hợp. Vậy nên hãy xác định cụ thể và toàn diện hết mức có thể. Một khi bạn đã hoàn thành, sẽ có một vài câu hỏi mà bạn muốn cân nhắc khi xác định ước mơ của mình. Bạn hãy dành vài phút để xem những câu hỏi ở trang 103, rồi thêm vào những phần bổ sung thích hợp cho danh sách ước mơ của bạn. Và sau đây mình sẽ đọc những cái câu hỏi thường gặp trong quá trình xác định cái danh sách ước mơ của chính bản thân mỗi người. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta đưa ra cái danh sách nó chính xác, phù hợp và logic hơn. Các câu hỏi như sau: mục đích của cuộc đời tôi là gì? Ước mơ của tôi là gì? Mục tiêu của tôi là gì? Tôi biết ơn điều gì? Điều gì khiến tôi hạnh phúc? Tôi muốn phát triển về mặt thể chất như thế nào? Tôi muốn phát triển về mặt tinh thần như thế nào? Mẫu người yêu lý tưởng của tôi trông ra làm sao? Một gia đình lý tưởng đối với tôi gồm những yếu tố gì? Tôi luôn muốn thực hiện điều gì? Tôi thích một cuộc sống của mình như thế nào? Tôi còn muốn làm gì trong cuộc sống của mình nữa? Tôi muốn đi tới đâu? Tôi muốn sống ở đâu? Ngôi nhà trong mơ của tôi trông sẽ như thế nào? Nghề nghiệp nào là lý tưởng nhất đối với tôi? Mục tiêu tài chính của tôi là gì? Tôi có thể mang lại những gì cho cộng đồng của tôi? Tôi muốn tham gia nhiều hơn vào quỹ từ thiện nào? Nếu tôi có thể thay đổi thế giới, tôi sẽ khiến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn như thế nào? Những câu hỏi này có thể truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn nhận ra bất cứ ước mơ, mục đích hay khát vọng nào của mình. Hãy bình tĩnh suy nghĩ nghiêm túc và cân nhắc những câu hỏi này. Sau đó, hãy bổ sung bất cứ câu trả lời nào mà bạn muốn đưa vào danh sách ước mơ của mình. Bạn phải biết mình muốn gì. Ước muốn là nguyên tắc đầu tiên dẫn đến thành công. Ước muốn chính là quá trình gieo hạt. Như vậy là chúng ta phải dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc và cân nhắc về những câu hỏi mà mình vừa đọc. Bởi vì những câu hỏi này có thể sẽ truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn nhận ra các ước mơ, mục đích hay khát vọng của chính mình. Bản thân mình cũng vẫn phải đang đi tìm hiểu, chính mình cũng đang trong quá trình suy nghĩ. Từ ngày mình đọc cuốn sách này đến tận bây giờ, và mình đang suy nghĩ, có khi vẫn còn chưa hết, chưa hoàn chỉnh, tất nhiên là chưa xong được rồi. Bởi vì sao? Mục đích của cuộc đời tôi là gì? Một câu hỏi lớn và không dễ trả lời. Ước mơ của tôi là gì? Mình phải ngồi suy nghĩ lại và có thể mình sẽ phát hiện ra mình có một số ước mơ. Mục tiêu của tôi là gì? Tôi biết ơn điều gì? Nói về sự biết ơn thì chắc chắn là mình sẽ biết ơn chính cơ thể của mình. Bởi vì nó chính là thực thể, là chính bản thân mình, làm cho mình có thể sống, cảm nhận cuộc sống này. Vì vậy mình phải biết ơn chính cơ thể của mình. Rồi tiếp theo nữa, mình sẽ phải biết ơn ba mẹ, bởi vì có ba mẹ thì mới có chúng ta ở trên đời. Rồi mình phải biết ơn
như mình lập gia đình rồi, như các bạn có thể là có gia đình rồi hoặc là chưa, nhưng như mình thì mình sẽ phải biết ơn thêm chính gia đình của mình bây giờ, gia đình riêng của mình nữa, vợ mình và các con của mình, bởi vì vợ là người đồng hành với chúng ta, vợ là người sinh con cho chúng ta, vợ là người nấu cơm cho chúng ta ăn nữa. Tất nhiên không có nghĩa là vợ là nấu cơm 100% tất cả các bữa, nhưng ý vợ là người đồng hành, vợ là cùng san sẻ chia sẻ với chúng ta mọi thứ trong cuộc sống, từ chuyện cơm nước bếp núc quần áo giặt giũ nhà cửa con cái, cái gì cũng có bàn tay của vợ. Và mình không thể coi vợ là người phụ, là người giúp việc, là người nội trợ trong nhà, vợ là người đồng hành với chúng ta cũng phải biết ơn vợ, vì có vợ thì chúng ta mới được làm những điều yêu thích. Ngay như việc mình dành thời gian mình đọc sách với các bạn vào buổi sáng như thế này thôi, cũng là cả một sự cố gắng của vợ, bởi vì vợ cũng không gây khó dễ gì cho mình cả, vợ cũng tạo điều kiện, rồi vợ cũng ủng hộ, rồi vợ cũng bảo rằng là anh cứ đọc đi, anh đọc tốt cho anh và anh đọc tốt cho học sinh, vân vân. Rồi các con nữa, mình cũng phải biết ơn cả các con, bởi vì các con thì rất là ngoan, ủng hộ bố và cũng không gây khó khăn, không quấy, không hờn, không mè nheo, không làm phiền bố gì cả, mà khi bố làm việc để cho bố có thể thoải mái làm những cái việc mà bố yêu thích. Thì những điều tưởng chừng rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mình cũng cảm thấy phải biết ơn tất cả mọi người. Điều gì khiến tôi hạnh phúc? Có rất nhiều thứ khiến mình hạnh phúc, đôi khi chỉ là ăn một món ăn ngon, hay là làm một điều mình yêu thích, đọc một quyển sách, quyển truyện mình yêu thích thôi, hoặc là mình giúp đỡ được một ai đó, hoặc mình tặng ai đó một quyển sách, hoặc mình truyền đạt cho ai đó được một kiến thức mới, vân vân. Những cái điều đó thực sự đôi khi nó cũng rất đơn giản, chứ không cần phải cao siêu gì lắm cả. Không phải là mình mua được một cái siêu xe hay là mình tậu được một cái biệt thự mới khiến cho mình hạnh phúc. Nó có nhiều cái điều hạnh phúc rất là nhỏ. Và những để mà cảm nhận rõ về những điều như vậy thì chính chúng ta phải là những người mà ngồi lại một cách bình tĩnh, suy nghĩ một cách nghiêm túc về chính cuộc đời mình, thì mình mới có thể hiểu được rằng cuộc đời của mình là như thế nào. Và để hiểu rõ thì cũng chính là như vậy, chúng ta phải trả lời, tìm hiểu, cân nhắc về các câu hỏi ở đây. Điều gì khiến tôi hạnh phúc? Tôi muốn phát triển về mặt thể chất như thế nào? Tôi muốn phát triển về mặt tinh thần như thế nào? Chúng ta phải ngồi, chúng ta suy nghĩ về những điều đó. Đúng là xưa nay ngay bản thân mình cũng thế thôi, chưa bao giờ mình dành thời gian một cách nghiêm túc để suy nghĩ về những câu hỏi như thế này. Mặc dù mình cũng hay định hướng về cuộc sống của mình là một người cũng khá cẩn thận, nhưng cũng chưa được đến mức đúng như sách hướng dẫn. Và đọc cuốn sách này mình cảm thấy rất tâm đắc và rất có ý nghĩa, rất là biết ơn cuốn sách này, nên muốn chia sẻ nó với tới mọi người. Mình sẽ đọc lại một lượt các cái câu hỏi để các bạn nghe cho kỹ, rồi các bạn có thể ghi chép ra, các bạn ngồi, các bạn nghĩ, suy nghĩ, các bạn trả lời các câu hỏi này. Và nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể đặt mua cuốn sách này ở trên mạng hoặc là các bạn ra hiệu sách, rồi về các bạn nhìn vào đây, các bạn suy nghĩ trả lời cho thật kỹ, các bạn sẽ biết các bạn muốn gì, cần gì và cuộc đời của các bạn là như thế nào. Mục đích của cuộc đời tôi là gì? Ước mơ của tôi là gì? Mục tiêu của tôi là gì? Tôi biết ơn điều gì? Điều gì khiến tôi hạnh phúc? Tôi muốn phát triển về mặt thể chất như thế nào? Tôi muốn phát triển về mặt tinh thần như thế nào? Mẫu người yêu lý tưởng của tôi trông ra làm sao? Một gia đình lý tưởng với tôi gồm những yếu tố gì? Tôi luôn muốn thực hiện điều gì? Tôi thích một cuộc sống của mình như thế nào? Tôi còn muốn gì trong cuộc sống của mình nữa? Tôi muốn đi tới đâu? Tôi muốn sống ở đâu? Ngôi nhà trong mơ của tôi trông sẽ như thế nào? Nghề nghiệp nào lý tưởng nhất đối với tôi? Mục tiêu tài chính của tôi là gì? Tôi có thể mang lại những gì cho cộng đồng của tôi? Tôi muốn tham gia nhiều hơn vào quỹ từ thiện nào? Nếu tôi có thể thay đổi thế giới, tôi sẽ khiến nó trở thành một nơi tốt đẹp hơn như thế nào? Đó là một số những cái câu hỏi gợi ý cho các bạn tìm hiểu về chính cuộc đời, suy nghĩ, ước mơ và khát vọng của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai. Xin chào.